được đi leo núi với nhà thờ. Okay, cool. I'll see you guys later. Good luck. It's not a far drive, it's only 45 minutes. But one thing is this whole last 2 weeks taught me is it's just a car. Yeah. I'm grateful to have it. Which I love so much. Yeah. Helping me do it. Like, that's what I tell, that's what I take, where I take most of it. Like, Do you want to cái này là gậy leo núi của JV. Hiking sticks. Ready, man. Yeah. JV mang thêm nữa. Dude, what? Who's Pablo? Boy Pablo? Okay. Tony cũng lấy. Oh, there's more, there's more. Just to see you. Yeah, just to see you. That was in the back. Wow, chỗ này có ngọn núi đẹp. Ngọn núi này khá cao và nhọn ha. Đợt này đợt mình leo. Do you want to head out again, John? Yeah. Okay, right here là mấy cái thông tin. Quay lại nếu mà tí mình có cần cái map này mình chụp màn hình. Wow. Mới leo chút là hơi thở rồi. Mình là người đi sau cùng luôn, mấy bạn thì đi ở trước. Vô tới trong đây thấy mọi thứ khá là rừng ha. Mấy cái cây này thì cây thông cao. Ở đây nó để cho các bạn này, để nếu mà mình scan mình cái QR code đó rồi mình feedback cho nó. Mình hơi thở rồi. Wow. Chỗ này thì dễ đi, nó chỉ là bậc thang thôi, tí lên trên kia mới đá. Đá thì khó leo hơn chút. Cái chỗ này bạn hiệu, mọi chỗ ha. Chỗ này thông báo có khi có thú, nếu mà thấy nốt chân, đồ ăn các thứ của nó thì phải cẩn thận. Này nó ghi mấy cái thông tin. Rồi đây là mấy cái cấm. Nó nói là nhóm chỉ được 12 người, không được chơi lửa. Rồi chó thì phải đeo cho nó. Rồi không có cho xe đạp. Em mấy bạn đi nhanh dữ. Tony kìa. Đây coi Tony chỗ này. Tony. Mình đang đứng ở chỗ này khá là trống, cái này cái rãnh nước mưa nó chảy xuống ấy, đá không à. Đây. Rồi rãnh bên đến đây. Đây là cái đỉnh được một nửa rồi. Chỗ kia là cái chỗ nãy dưới. We'll be 50 soon. JV and Tony. Tới chỗ này bắt đầu có đá rồi. Wow, mấy cái hoa đẹp. Thank you.
tới chỗ này còn rocky hơn nữa. Wow, ngay chỗ này đá không, mưa riết rồi nó sạt luôn. Yeah. Were we just there down there? Yeah. Okay. Nãy giờ chắc mình đi tầm nửa tiếng lên được một phần ba đường. Okay, this is our first break. Wow, Bill, Tony chạy mồ hôi chơi viện vậy. Mình đi một nửa thì mình nghĩ bây giờ mình đi tiếp. Yeah. Okay. Vẫn là nhóm của mình có Danny, Tony với JV đang ở đằng xa. May quá có gió cho nên mát. Yeah, I have the same thought. Mình lên tới đây rồi. Chắc hy vọng là 2/3 của đường. Nhưng mà mình nhìn xuống dưới, nãy mình ở dưới kia kìa. Đó. Có người đang đi mặc áo tím rồi dưới kia nữa. Ok, tới chỗ này. Nó trống chút, mình đứng đây. Đây có cục đá ha. Đứng đây có được không? Wow. Cục đá này bự nha. Oops. Em Phương với mọi người thì đi phía trước này. Tony thì tít ra ngoài kia. Wow, mấy cái cây này. Có mấy cây này nó bự quá ha. Chắc nó bự quá nó gãy. Wow. Chỗ này mình đi tới một cái vách núi. Nếu mà nhìn xuống đây khá là sâu. Phía sau của mình. Hôm nay trời đẹp. Nãy hơi mưa chút nhưng mà giờ nó không có nắng. Mây nó che cho nên không có nóng lắm. Nếu mà nhìn bên kia thấy mấy cái trắng trắng á, đó là tuyết. Ok, tới cái vách núi chỗ này. Wow. Phương leo tới kia rồi. Để mình ráng đi. Mình không phải là người cuối cùng, còn Tony đằng sau, JB đằng sau nữa. Wow, cái chỗ này cái view đẹp nè. Ở ngay đây sắp tới rồi. Tiếc quá, nó nói no drones. Cho nên chỗ này không bay được. Đáp mình xuống dưới, maybe mình bay. Wow, nước really sun ha. Cái này mai mốt phải vợ đi cùng mới được. Khi mà Bill, chắc em bé 4-5 tuổi. Em bé tầm 6 tuổi, Bill 7-8 tuổi là cho em bé với Bill leo núi đây. Ok, nãy giờ leo đủ thì bây giờ muốn xuống cái hồ á, thì mình lại đi xuống. Mình lại đi xuống dốc. Cái hồ này nó nằm giống như giữa mấy cái núi luôn. Nè, chỗ này là cái, chắc chỗ này cái view cũng tốt nhất rồi. Wow, kia kìa. Mấy bạn đang đi xuống dưới. Đó, xuống cái lake thì hướng đó. Còn không ấy thì đây, lake. Wow, ok. Chó thổi nó mát ha, để mình tự selfie cái. Cái giỏ V-Pack cho mình mang hai bình nước thôi, với mang cái drone mà cuối cùng không được quay mà càng ngày càng nặng. Cái chỗ này thẳng ra hồ luôn. Đẹp nhất chỗ này. Ồ, cái hồ này gọi là hồ tuyết Snow Lake. Cho nên cái mùa này thì nó không có tuyết, nhưng mà cái mùa tháng 9 là tuyết đóng luôn. Giờ lạnh lắm nhưng mà tí mấy bạn tính nhảy xuống hồ tắm. Tới đây nó có thêm một cái bản bản đồ với nội quy nữa. Xuống tới chỗ này mình xuống gần tới hồ rồi. Chắc là cách hồ không tới ngay kia. Chắc không tới 300 mét nữa. Oh yeah. Ok, để mình thử quay lại coi có tới hồ được không. Đây nó để chữ toilet. Nếu mà mình vô, I should go. Ok, mình tới cái hồ rồi.
giỡn á. À, mới đây mới bắt đầu. Đây bắt đầu kia xong rồi mới xuống dưới. I told him that he said, you do it just like him. I should have waited too much. Hey, that's a half. Wow. Is the van here? No. Not yet, huh? There's gonna be a while, another like 25 minutes. If really? If you guys were another 30 minutes, he's gonna be another 25 minutes. Really? I thought it was good. Huh? He was behind you guys. He's gonna swim. Oh my god. He never passed. À, mình tới hồ rồi. À, ở kia có Julia Van với mọi người đang tới. À, có người khác họ tới đây, họ cũng bơi, họ nhảy ở kia kìa. Hồ này cũng không rộng lắm ha. Nếu mà mình có sức mình cũng thể bơi qua kia bơi lại được. Nhưng mà ở giữa mấy cái núi, cool không? Trên đây đang trên đỉnh núi, đỉnh là tít trên kia kìa. Mà mình không lên được nữa. Ok, we're all here. JB, Tony. Yeah. Bây giờ mình ở đây mình ăn uống snack chút nghỉ. Oh, lunch vợ pack cho mình. I know, vợ pack lunch for pack cho mình seaweed, chip, khăn giấy ướt and sô cô la and nuts. Có nho too. Hey, Manolo, Lewis, and Van đang xuống. Dude, he's actually very muscular. Post it in time. I know, but why don't we got eyes for you? Don't worry. Go for it, man. Do it. Oh my gosh. No, do it, Jenny. Jenny, you should do it. You gotta do You're it now. You're the one that actually... Yeah, Van. They look like they're dying. No, it's Van, right? You're the one that said 15 minutes. Oh, Lua did it. Oh, oh, oh. You're just dribbling to your phone. Oh, mấy mấy chó nó bơi giỏi không? Ôi, mình có Jenny đang bơi kia nhỉ. Van với Lewis ra đợi kìa, chắc lặn. Sure, bought it. Was it good? Was it crispy? No, next day it wouldn't be, but the cabbage is crispy. Which I'm glad I decided to use that instead of lettuce. Mm. Oh yeah. They did most of it? Yeah. Crazy. Two strong men over here. And a strong woman over there too, like, yeah. Okay, my boy Tony. Xài napkin có chút xíu à. Còn lại cho Jenny. Đây, bây giờ mình sẽ quay lại. Ok, vì mình đi trước cho nên mình mới quay được. Đây là nguyên nhóm mình. Có Lewis, có Tiffany, mình có Christine, có Van, Gerald, mình có Jenny, bạn mình. Julia, Danny, JB, wow. Wow, chỗ này nhìn xuống tất cả mọi người đang đi xuống đi lên. Tại vì cái đường nó rít rắc. Ok, giờ mình đang đi xuống. Xuống còn mình à.
Một số thì ở đằng sau, còn một số đi trước. Mình đang đi một mình, nãy giờ mình nghe podcast thôi. Mà đi có mình là nãy vừa đến, vừa bị chật chân cái xong dẫm vô cục đá chật chân. Không biết có sao không, giờ đi thì đỡ đau, hy vọng về không đau. Wow, mình vô ngay trong đây, có cái suối ở trong rừng á, từ rừng núi chạy xuống, really mát, nước really trong. Wow. À, fan nhảy xuống hồ. Đây là mọi người, mình đeo xong xuống rồi, bây giờ mình về. Can you do a vlog? Huh? Yeah, just for memories. Is it for a company that's selling this information? Well, no, it's also because... Yeah. So that's easy for them to... Yeah, and then Airbus does parts of the future. Mình vừa đi leo núi về, coi Bill ngồi đợi mình kìa, thương không? Tài xế mình, cảm ơn Danny.